Ví dụ như mình có cái câu là Diputados unifican cuatro propuestas para abaratar el precio de los medicamentos. Có nghĩa là những cái vị phó nghị sĩ họ tổng hợp lại, unificar đóng từ nguyên mẫu tức là tổng hợp lại. Ở đây là họ, cho nên là chia hợp quy tắc. Hiện tại là bỏ AR và thêm AN vô ha. Tổng hợp bốn cái đề xuất, quattro là bốn, la propuesta là đề xuất. Họ tổng hợp bốn cái đề xuất, bốn cái đề nghị. Mà những cái đề nghị là dùng để gì? Para là để. Abaratar. Mình có cái chữ barato, barata tức là rẻ tiền. Abaratar nguyên mẫu của nó tức là làm cho rẻ đi, làm cho giảm giá. El precio là cái giá cả của medicamentos. Medicamento là thuốc. Los medicamentos là những cái liều thuốc, những cái thuốc dược phẩm. Thì những phó nghị sĩ họ đã tổng hợp lại bốn cái họ tổng hợp lại bốn cái đề xuất để làm giảm cái giá tiền của thuốc. El proyecto là cái dự án, kế hoạch. El anteproyecto là kế hoạch chi tiết. El anteproyecto. El oligopolio là sự độc quyền. El oligopolio. La empresa là công ty. Tính từ pharmaceutica, pharmaceutical là thuộc về dược phẩm. Thì mình có cái cụm từ las empresas pharmaceuticas là những cái công ty dược phẩm. Đây là cái tính từ nó bổ nghĩa cho giống cái số nhiều ha, đuôi as ha. Resistir, động từ là cầm cự, chống cự. Resistir. Chẳng hạn như mình có cái câu là hecho crisis el precio de las medicinas. No lo resistimos más. Dijo la diputada Omaira Marín Correa. Có nghĩa là cái bà phó nghị sĩ tên là Omaira Marín Correa, bà đã nói, chữ decir mà dùng cho cô ấy anh ấy mà thì quá khứ thì nó sẽ là dijo, bất quy tắc, các bạn thuộc lòng nha. Cái cuộc khủng hoảng giá thuốc la medicina, có nghĩa là la medicina là cái thuốc, nó đã làm cho, đây là cái thì hiện tại hoàn thành ha, hecho, nó đã và đang làm cho, nó đã và đang xuất hiện, đã và đang xuất hiện cái khủng hoảng về cái giá thuốc. Resistir, resistimos, chúng tôi cầm cự. No lo resistimos mas, chúng tôi không cầm cự nổi nữa. Chúng tôi không cầm cự nổi nữa. Đã có khủng hoảng về cái giá tiền của thuốc và chúng tôi không thể cầm cự nổi nữa. Cái bà phó nghị sĩ Omaira Marín Correa đã nói như vậy. La formula là công thức. La formula. Động từ nguyên mẫu concluir tức là kết luận. Concluir. El defensor là hậu vệ, là người bảo vệ, là luật sư bào chữa, là cái người bảo vệ, người bào chữa. El defensor, tùy vào cái ngữ cảnh mà nó sẽ có cái nghĩa phù hợp ha. Chẳng hạn như mình có cái câu là hay que buscar la fórmula de que el asegurado y no asegurado tenga acceso a medicamentos efectivos, concluyó el defensor de la los pacientes. Cái người bào chữa, cái người bảo vệ cho những cái bệnh nhân, họ đã kết luận, concluir, nhưng mà ở thì quá khứ đơn nó sẽ là concluyó, bất quy tắc, các bạn cần thuộc lòng nha. Họ cái người bảo vệ người dùng nó đã nói như vậy nè, họ nói cái gì, mở ngoặc kép ra, phải AK, phải tìm ra một cái công thức, mà công thức đó nó như thế nào, nó là những là cái người mà đã đóng bảo hiểm, el asegurado là người đã mua bảo hiểm, đã đóng bảo hiểm, và không đóng bảo hiểm, no asegurado,
Tenga là có được accesso, là cái con đường, cái cách thức được tiếp cận a medicamentos effectivos, tiếp cận với cái dược phẩm mà có hiệu quả. Có nghĩa là phải tìm ra một cái cách thức, một cái công thức để mà những cái người không có đóng bảo hiểm hay là có đóng bảo hiểm đều có thể tiếp cận được với cái thuốc trị bệnh mà nó hiệu quả. El senador là thượng nghị sĩ. El senador. Tính từ compuesto, compuesta, tức là bao gồm, được tạo ra bởi. Chẳng hạn như mình có cái câu là nuestro congreso está compuesto por 73 senadores y 271 diputados. Có nghĩa là cái quốc hội mới này nó được cấu thành bởi 73 cái vị thượng nghị sĩ và 271 vị cấp phó. Nuestro congreso está compuesto por 73 senadores y 271 diputados.